Mến chào quý vị khán giả, chương trình Bác sĩ của bạn lại có dịp được gặp gỡ tất cả quý vị để chúng ta chia sẻ với nhau về câu chuyện sức khỏe, làm đẹp và đôi khi còn là mang đến cho chúng ta những nguồn cảm hứng để tự tin hơn trong cuộc sống nữa ạ. Hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về câu chuyện làm đẹp quý vị nhé. Chị em thì ai cũng đều thích là mình có một cái gương mặt đẹp một cách thật là toàn diện. Trong đó thì mọi người hay lưu ý đến chiếc mũi của mình, muốn là nó phải có một cái độ cao, nó phải có cái độ duyên và thậm chí là nó phải giống với các diễn viên nổi tiếng nữa. Vậy thì hiện nay có rất nhiều những cái phương pháp thẩm mỹ mũi để có thể hỗ trợ cho chúng ta. Nhưng quan trọng là phương pháp nào sẽ phù hợp với quý vị đây? Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm của chương trình trước khi chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của bác sĩ nhé. Sao? Sao quyết định chưa? Cái gì mà nhìn hoài vậy? Bông tai đẹp quá chị hai. Trời ơi, mua được bông tai ưng ý dễ sợ luôn. Hợp với bộ đồ. Ủa nay giờ coi bông tai hả? Quên. Coi cái mũi mình coi làm sao, tự nhiên muốn đi làm mà không có nhìn cái mũi. Bởi vì em hay bị phân tâm lắm. Chị biết sao, tại vì cái nét nào nó cũng đẹp trơn á. Nó ráp vô nhau tự nhiên cái bị phân tâm liền hà. Đẹp quá vậy thôi, mình để vậy luôn đi. Không được. Đẹp mình phải làm cho nó đẹp hoàn hảo hơn nữa. Tự nhiên cái nét nào cũng đẹp, tự nhiên cái nét này vô mà nó không hoàn hảo, nó bị vô duyên. Mà chị thấy em ngắm nãy giờ em chưa ra được quyết định nữa, bây giờ quyết định đi, mình sửa theo cái nào. Chị em không biết, em mới hỏi chị đó. Bây giờ trời ơi, chị rảnh làm cái gì, chị ngồi chị coi giùm em đi. Coi cái gì? Đó, chị coi giùm em đi là cái nào nó hợp với em. Chứ bây giờ nhiều thông tin quá, cái nào nó cũng có ưu điểm hết trơn mà giờ em không biết chọn gì nè. Ủa mắc cười ghê á, cái người thật việc thật không coi tự nhiên coi trên đây. Giờ chị hỏi em, quan trọng là em đó, em thích sửa 3D hay là 2D? Mà chị nghĩ 3D là hợp nhất với em, là 3D đẹp đó. 3D hả chị? Ừ đúng rồi, tự nhiên cái 3D thì nó vượt trội hơn. Nó đa chiều hơn, 2D thì nó ít chiều hơn, 3D chắc cái số nhiều nó sẽ hay hơn. Chị nghĩ vậy. Mà thấy không, không thấy 2D nó cũng có nhiều ưu điểm tốt nha. Vậy hả? Sao giờ ta giờ chọn 2D, 3D ta? Ủa chị, mà em nghe nói hình như là còn có 6D nữa đó. Cái gì? À không lộn. À, 4D chưa tính 6D, 4D. Trời, có vụ 4D nữa đó, giờ chị mới nghe có sửa mũi 2D, 3D, đó. Giờ nghe có 4D nữa hả? Có, 2D, 3D, 4D đó. Mới biết luôn á. Đó. Bây giờ sao nhiều lựa chọn vậy ta? Nhưng mà quan trọng là em thích cái gì, hiểu không? Chứ bây giờ chị có coi, chị có tư vấn cho em, nhưng mà em không thích thì em cũng đâu có làm đâu. Chị biết tính em mà. Tính em là sao? Tính em hay đổi thừa. Ôi trời, thay đổi thừa lắm. Hỏi ý người ta vậy đó, rồi cái đầu mốt kia đâu có làm theo đâu. Nhiều khi chị thấy được mà em thấy không được, cái em nói chị ơi em không thấy được, em làm cái theo cái em là được, cho nên em cứ làm đi, miễn sao em thấy được là được. Ủa là được hay không được chị hai? Thì em được là được. Ôi trời ơi, chị hai nói nhức đầu quá trời ơi. Em đang rất là rối luôn mà chị hai nói tùm lum la, giờ em bị loạn luôn nè, em không biết là giờ làm nào nữa, mệt ghê vậy đó. Không giờ nè, 2D, 3D, 4D tuy là nó cũng, em cũng thấy là có nhiều cái ưu điểm, nhưng mà em cũng thấy nó là sao sao á. Bây giờ còn cái gì nữa không ta? Còn cái gì mà nó chất lượng hơn không? Nếu mà chất lượng hơn là em khỏi suy nghĩ luôn, khỏi nghiên cứu gì luôn đó. Nói mới nhớ nha, qua đi chợ nghe nói là bây giờ nó có cái gì 9D luôn đó em. Có luôn hả? Có. Ôi trời, cái gì mà từ 4D mà nó giọt lên cái 9D ghê vậy? Đó, nãy tự nhiên nghe em nói giọt lên 4D, chị mới nhớ hôm qua ai nói cái gì mà sửa mũi 9D, chị nghe lạ lạ mà như coi chừng là có đó em. Có hả chị? 9D rồi cái gì mà siêu cấu trúc nữa đó. Trời, nghe cái siêu cấu trúc nghe hay ha. Nghe gì ghê vậy? Chị nghe sang chảnh nha, nghe siêu siêu đúng. Là ok đó. Ví dụ mà siêu siêu là nó sẽ hay nhất đó. Khoan nha, em nghĩ siêu cấu trúc là ok nha. Ừ. Đã siêu rồi mà còn cấu trúc nữa là em thấy ok đó. Hợp với em đó. Mà ủa mà hợp không ta? Thì em phải quyết định chứ. Không, nhưng mà cái vụ mà siêu cấu trúc đó là có hay không, siêu cấu trúc hay là 9D đi. Hai cái đó có ai mà bạn bè chị làm chưa? Có ai đâu, chị nghe ngoài chợ người ta nói thôi. Chứ giờ mà chị mà biết là chị kêu người ta tư vấn cho em, chị đâu ngồi đây nói xàm. Trời ơi, chị hai chán quá. Giờ chị hai đã hỏi rồi, đã 8 rồi thì phải 8 cho đến 9 luôn chứ. Tự nhiên chị hai dừng lại ở 8 rồi, không có biết rõ chuyện gì hết trơn á. Giờ tư vấn cho em vậy cũng như không à. Ai biết là em muốn làm đâu, chứ mà biết là chị nhảy vô chị hỏi rồi. Để bữa nào rảnh đi ngang có thấy ai nói mới nhảy vô hỏi. Bữa nào giờ muốn làm liền cái mũi mà chị kêu bữa nào là sao được. Bây giờ quyết định đi, lựa chọn cho kỹ đi rồi đây tôi coi cho. Trời, phải nghiên cứu làm chứ. Coi ông bà ta nói là mũi nào nó đẹp. Chào. Ủa? Buổi sáng hai đứa. Dạ, chào chú Chính. Trời ơi, Chính uống cà phê chú Chính. Để chị vô quán cà phê em lấy ăn phở. Ai bán? Chính vui. Dạ. Ủa, dạ. Ủa sao nhỏ này là lần nào
Chú gặp bay về cũng cầm cái gương bay xăm xia cái mặt bay hết vậy? Con hả? Ừ. À, chú muốn con không xăm xí mặt con nữa không? Ừ. Không nhìn kiến. Ừ. Vậy chú nhìn con đi. Chú xăm xí mặt con giùm con đi. Rồi... xăm xí cái mặt cái bay làm chi? Thì đó rồi chú nhìn con đi, ok không chú? Cái này nè, cái này nè, cái này ok không? Là sao? Cái mũi con nè, ok không? Tại vì Minh đó là muốn đi sửa mũi á, cho nên là muốn hỏi là cái mũi hiện tại là có được hay không á. Dạ, chú thấy mũi con sao chú? Sửa mũi thì mua thuốc uống chứ sửa mũi vậy? Ô con! Trời ơi, con nói là sửa mũi, con không có nói là sổ mũi à. Sửa mũi, dạ. Ủa là nãy giờ là hai đứa bay ngồi để bàn chuyện sửa mũi đâu hả? Đúng rồi, ngồi coi coi nè, nghiên cứu cái mũi nè. Minh thôi, con không có sửa. Dạ. Con để tự nhiên. Chú nói nghe, cha mẹ mình để ra sao mặt mày sao thì để yên vậy đi, bị đặt sửa làm chi? Để đứng ngoài sạp báo mua mấy cuốn sách thôi mà nghe người ta nói là cái vụ gì mà 3D, 4D vậy là ba cái chuyện là sửa mũi hả? Đúng rồi chú, đó con đang nghiên cứu đó, gì 3D, 4D, 6D rồi gì, có số này, không có số này 3D, 4D, 9D, siêu cấu trúc. Đó. Trời ơi. Thì Trinh biết sao không? Cái này là tại vì thấy bạn đi sửa đó cho nên là đòi sửa thôi, chứ thật ra là đẹp sẵn rồi. Mà cứ vậy á, rồi cái kêu con ra đây con nghiên cứu phụ nữa nè chú coi. Mà chú, đây chú nói nghe nè, xe cổ hư thì người ta đem đi sửa, cổ này mặt mày mình cũng đem đi sửa là sao? Sửa như vậy nó nguy hiểm không? Trời, chú nghe câu hỏi đập mặt xe lại đó. Trời, tại vì mặt con mấy cái kia nó hoàn hảo cho nên con đâu cần đập, con đập cái này thôi. Được, nhưng mà với lại nguy hiểm gì đó thì mình phải tìm cái chỗ mà uy tín an toàn. Bởi vì con biết ngồi con nghiên cứu nè, nhờ chị Hai nghiên cứu giùm con. Trời đó. Nè, người ta khuyết chỗ nào người ta sửa chỗ đó. Còn chú thấy là bay là đẹp như trăng rằm luôn rồi mà còn sửa gì nữa mà sửa. Chưa, nó đẹp rồi. Trời ơi, thiệt luôn á, nãy giờ cái mũi làm con tự ti lắm á, tự nhiên cái câu nói của chú làm con phải. Cảm ơn chú nha. Không, nhưng mà chú nói nghe nè, dạ. Bây giờ muốn sửa cái gì cũng được, hiểu không? Nhưng mà mình phải tìm hiểu kỹ càng, chứ không phải là người ta nói chỗ này đẹp cái mình sửa, chỗ kia đẹp cái mình sửa, sửa như vậy là nguy hiểm. Bây giờ phải tìm hiểu đàng hoàng nha. Con nghĩ là nên đi hỏi bác sĩ thẩm mỹ đi ha, chú Chánh ha. Dạ. Thưa quý vị, qua tiểu phẩm vừa rồi thì quý vị thấy đó, rất nhiều những cái phương pháp để có thể nâng mũi được các nhân vật chúng ta chia sẻ. Vậy thì nào, bây giờ nhờ bác sĩ tư vấn để chúng ta có những kiến thức thật chính xác quý vị nha. Mời quý vị gặp bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Hữu Thịnh ạ. Xin chào bác sĩ. Xin chào MC Diễm Loan. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi á, các nhân vật có nhắc đến nào là cái phương pháp thẩm mỹ mũi 3D, rồi 4D, rồi 9D luôn, và siêu cấu trúc nữa. Ồ, thật sự là có nhiều phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ mũi như vậy hả bác sĩ? Thực sự thì nó không có nhiều phương pháp thẩm mỹ như vậy. Chủ yếu là phương pháp về mặt kỹ thuật thì chỉ có cấu trúc và không cấu trúc thôi. Nhờ bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về hai phương pháp là phẫu thuật mũi có cấu trúc và không có cấu trúc chi tiết hơn nữa để quý vị khán giả có thể hiểu ạ. Không cấu trúc nghĩa là chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc của ban đầu của cái mũi của mình. Cụ thể là chúng ta về mặt mà không cấu trúc á, thì chúng ta sẽ có hai cái phương pháp, một đó là thẩm mỹ mũi nội khoa, hai là thẩm mỹ mũi ngoại khoa. Mũi nội khoa là chúng ta có thể là làm cho cái mũi mình, cái dáng mũi mình nó cao hơn bằng cách là chúng ta tiêm cái chất làm đầy vào để cho cái mũi mình nó cao, sống mũi mình nó cao. Ngoài ra thì gần đây thì có một số cái phương pháp dùng chỉ để nâng cái mũi, thế thì nó cũng có một số giới hạn trong cái vấn đề mà thẩm mỹ nội khoa. Cụ thể như là cái filler thì chúng ta chỉ được một cái kết quả nó không có lâu dài, nó chỉ được vài tháng hoặc là 1-2 năm. Còn cái chỉ cũng như vậy, nó cũng nâng ở mức độ nhẹ thôi, chứ không thể nào nâng cao được. Đối với những cái sống mũi quá thấp thì không thể dùng chỉ để nâng được. Thế thì chúng ta có một cái phương pháp phẫu thuật để mà không thay đổi cấu trúc đó, nghĩa là chúng ta chỉ đặt một cái vật liệu để mà độn thôi, nâng cái sống mũi mình lên. Còn mà trường hợp nếu như cái trường hợp những cái mũi mà quá khó, đòi hỏi là để đạt được một cái hình dạng như mong muốn thì cần phải thay đổi cấu trúc vùng mũi, thì chúng ta có phương pháp phẫu thuật là nâng mũi cấu trúc. Thứ nhất là chúng ta phải kéo, có thể là nâng cái sống mũi, đồng thời là cũng phải thu nhỏ đầu mũi, hoặc là kéo dài cái tiểu trụ, hoặc là có thể là phải thu gọn cánh mũi. Mà để đạt được những kỹ thuật đó thì đôi khi chúng ta sẽ phải lấy những cái vật liệu khác để độn vào. Thí dụ lấy ở sụn tai, sụn sườn, đó là những phương pháp, những cái vật liệu có trong cơ thể của mình, hay là gọi là cái là sụn tự thân, hoặc là một số những cái vật liệu khác tương đương sinh học, thì để cấy vào, đặt vào. Thì để đạt được như thế thì đôi khi một số những cái cấu trúc giải phẫu thì chúng ta cũng phải làm thay đổi cấu trúc giải phẫu vùng mũi đi thì chúng ta mới đạt được kết quả đó. Thưa bác sĩ, như vậy thì hiện nay á, phương pháp nào để có thể chỉnh hình mũi được xem là an toàn và phổ biến được sử dụng nhiều ạ? Thì an toàn là chúng ta sẽ không làm thay đổi cấu trúc của mũi, hoặc là cái gì
nếu như chúng ta không thích thì cái mũi chúng ta có thể là để về lại hình dạng như cũ, nó không gây những cái tai biến chứng xảy ra. Thì rõ ràng là không phẫu thuật là cái phương pháp tương đối là gọi là an toàn nhất hiện nay. Tuy nhiên thì kết quả nó sẽ không vĩnh viễn. Còn trường hợp nếu như mà chúng ta phẫu thuật nhưng chúng ta không thay đổi cấu trúc mũi thì đấy là một cái phương pháp mà tương đối nhẹ nhàng hơn, nghĩa là chúng ta cái thời gian phẫu thuật không quá lâu, cũng như là chúng ta vẫn có thể là lấy lại được cái hình dáng ban đầu nếu như chúng ta không thích. Tuy nhiên thì để mà đạt được cái hiệu quả, cái hình ảnh hay là cái hình dáng của mũi như mong muốn thì chúng ta phải can thiệp càng nhiều, thì thay đổi cấu trúc càng nhiều, như vậy thì cái mức độ là an toàn của nó sẽ không bằng, thế nào là không bằng được cái những cái phương pháp filler hay là không thay đổi cấu trúc. Nhưng mà nói về vấn đề là làm cái mũi nào là an toàn nhất thì thực sự là không có cái nào là an toàn nhất cả. Nó tùy thuộc vào cái chuyện lựa chọn cái phương pháp nào, nó tùy thuộc vào cái làm ở đâu, cũng như là cái tay nghề kỹ thuật bác sĩ là như thế nào, thì cái đó mới đánh giá được là có lựa chọn phương pháp nào là phù hợp hay không phù hợp mà thôi. Với từng phương pháp chỉnh hình mũi thì thời gian hồi phục cho bệnh nhân sẽ là bao lâu ạ? Nếu như chúng ta chỉ cần nâng mũi mà không thay đổi cấu trúc vùng mũi thì thời gian phẫu thuật rất là nhanh. Không phẫu thuật, filler thì là có kết quả tức thì, nghĩa là sau khi tiêm xong là thấy cái mũi mình đẹp liền. Nhưng mà nếu như phẫu thuật thì thời gian phẫu thuật trung bình thì để mà hồi phục, để đẹp hoàn toàn cũng phải sau 3 tháng. Thì cái dáng mũi mình nó sẽ được lại như cái đúng theo cái, nghĩa là cái mô nó không phù nề nữa. Thì khi đó cái mũi mình nó mới đúng là cái kết quả mà mong muốn. Và thời gian vừa qua thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ thấy có những cái trường hợp gặp những cái vấn đề sau phẫu thuật để chỉnh hình mũi. Vậy thì những cái biến chứng có thể xảy ra trong những cái cuộc phẫu thuật mũi là gì ạ? Nhìn chung thì tất cả các cuộc phẫu thuật không riêng về mũi mà phẫu thuật là đều có những cái yếu tố nguy cơ rủi ro của nó cả. Đối với những cái cuộc phẫu thuật đặc biệt là ở vùng mũi thì nó sẽ có hai cái phương pháp quan tâm để mà thực hiện nó, một là gây tê, hai là gây mê. Thì những cái mổ đương đối là nhẹ nhàng, không thay đổi cấu trúc nhiều thì đôi khi chỉ cần gây tê thôi thì tỷ lệ rủi ro sẽ thấp hơn. Còn nếu như gây mê, ví dụ như chúng ta cần phải sử dụng lấy ở một số cái sụn ở sườn chẳng hạn, như vậy đòi hỏi với gây mê thì nguy cơ của cái cuộc mổ sẽ cao hơn, cũng như là thời gian mổ kéo dài hơn thì nguy cơ sẽ cao hơn. Tất cả các cuộc mổ về nâng mũi đều có những cái rủi ro, và rủi ro quan trọng của cái nâng mũi là một là có thể một là nhiễm trùng, hai là cơ thể mình nó không chịu với cái vật liệu đặt vào, hay gọi là cái dị ứng với lại cái vật liệu đó thì bắt buộc phải đào thải, phải lấy ra. Thưa quý vị, một chiếc mũi xinh đẹp hơn là điều mong muốn của rất nhiều người. Tuy nhiên thì quý vị cũng sẽ thấy đó, một khi đã quyết định thực hiện rồi thì chúng ta sẽ có một cái chiếc mũi mới, đôi khi nó chưa chắc là đã phù hợp với bản thân mình. Vì vậy sẽ phải cân nhắc thật là kỹ trước khi quyết định và chọn phương pháp, thì sẽ cần thêm cái sự tư vấn từ phía bác sĩ nữa để cho cái phương pháp đó nó phù hợp với cơ thể của chúng ta nhất quý vị nha. Và mong là quý vị sẽ tìm đến với những nơi uy tín để chúng ta có được một chiếc mũi thật hợp, thật xinh, giúp cho quý vị thăng hạng hơn về nhan sắc ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt nhau và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình sáng mai. Xin chào.